Thưa đại chúng, chúng ta đang trải qua một cái mùa hè rất là nóng ở tại Việt Nam, và nó cũng sắp sửa kết thúc với những cái trận mưa, gọi là những trận mưa vàng, những trận mưa cứu rỗi. Có một cái phản ứng của người Việt Nam vào cái thời điểm này, có một cái phản ứng của người Việt Nam vào thời điểm này mà ai nhìn vào cũng thấy hết, đó là nhà nhà người người tìm đủ cách để mà đối phó với cái nóng như thiêu, nóng như thiêu của mùa hè, đặc biệt năm nay. Tôi bắt đầu bài giảng bằng cách là nói đôi điều, nói đôi lời về cái mùa hè Việt Nam, là để xem như một phần dẫn dắt của nội dung bài giảng. Cái nội dung này tôi cũng đã nhắc tới cách đây ít hơn trong một bài giảng cho phần tử Việt Nam. Bây giờ cái phong trào mà tu tập tuệ quán ấy đã được bắt đầu một cách rất ngoạn mục tại Việt Nam trong mấy năm qua. Rất nhiều bà con Việt Nam đã tìm sang Miến Điện để mà tu tập tuệ quán ở các thiền viện, và chúng ta Phật tử Việt Nam cũng đã có mời thỉnh rất là nhiều vị danh tăng từ ở Miến Điện về Việt Nam, tổ chức rất là nhiều khóa tu do ngài Kim Triệu hướng dẫn, cũng như do các vị thiền sư Miến Điện hướng dẫn. Rất nhiều sách thiền Vipassana bằng tiếng Việt cũng đã được biên soạn, phiên dịch và phát hành tại Việt Nam. Tất cả những điều đó cho thấy rằng cái phong trào tu tập tự quán ở Việt Nam đã khởi sắc và có nhiều hứa hẹn. Có một điều mà tôi muốn nói rõ ở đây, đó là có thể cái mục đích, cái lý do mà tu tập tự quán ở mỗi bà con Việt Nam không giống nhau. Đấy, không giống nhau. Có người thì hỏi họ thì họ cầu một đích giải thoát, có người thì hỏi họ họ sẽ nói là họ cần tìm một cái sự bình yên, một sự an yên trong tâm hồn, có người thì đến với pháp môn tự quán như là một cái cách thăm dò và tìm hiểu Phật giáo Nam truyền, Phật giáo Pali. Và tự chung lại đó, gom chung lại mà nói, thì nếu mà các vị tu đúng, nếu mà các vị tu đúng, bởi vì tôi không tin là tất cả mọi người đều tu đúng, tôi không tin, và tôi giả định là mọi người đều tu đúng, những người tu đúng sẽ đồng ý với nhau một điểm, đó là những người mà thường xuyên sống trong chánh niệm họ sẽ có được ít nhất là ba cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là cái là sống sâu lắng thì họ được cái an lạc hiện tiền, bớt đi cái gọi là trộn rộn lăng xăng của nội tâm, thì đương nhiên là nó an lạc. Đó là thứ nhất là an lạc hiện tiền. Cái điều thứ hai nữa đó là thông qua thì cái giây phút chánh niệm họ mới có cơ hội họ thấm thía những cái gì mà họ đã được nghe, đã được đọc lâu nay về cái gọi là nhân quả và tam tướng. Tam tướng có nghĩa là họ nhìn thấy qua cái công phu tu tập đó, sự biến chuyển không ngừng, sự thay đổi sinh diệt không ngừng liên tục của danh và sắc, tức là của thân và tâm. Cái thấy này rất là lợi ích. Là bởi vì sao? Là bởi vì là xưa giờ khi mà mình một thời gian dài, nhiều kiếp, thì tôi khỏi nói nghe kiếp này đi, một thời gian dài trải qua mấy chục năm trời,
Mình nhìn về thế giới từ góc độ tôi và của tôi thì đây là lần đầu tiên chúng ta quan sát cuộc đời, quan sát con người, quan sát thế giới, quan sát vũ trụ, quan sát ngoại trần và nội trần như là một người khách lạ đứng bên bờ nước nhìn nước trôi, cho nó có hoa và rác, cành khô củi mục. Lần đầu tiên có cơ hội nhìn ngắm bản thân và thế giới nó vận hành theo cái cách đó. Cái nhận thức này rất là quan trọng, nhận thức này rất là quan trọng. Và đương nhiên mình không loại trừ lợi thứ ba, đó là nếu mà một người có tính tâm sâu dày miên mật thì thông qua đời sống chánh niệm chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng rằng mình có thể chứng đạo, chí ít thì mình cũng thể là gieo duyên giác ngộ cho đời sau. Và ngay trước mắt ít nhiều mình cũng hiểu được thế nào, phần nào trong muôn một cái gọi là đời sống nội tâm thanh tịnh và an lạc của một bậc thánh. Ở trong cái đời sống đó, đời sống của bậc thánh ấy, các ngài nhìn ra cái bản chất sống và hà chớp nhoáng của thân tâm. Ngài thấy ra được cái tính nhân quả tương tục của thân tâm. Và dĩ nhiên ở các ngài thì khác, nhưng mà ở mình á, cái mà các ngài thấy chỉ là từ cái thiện này sang cái thiện khác, từ cái lành này sang cái lành khác. Nhưng mà ở chúng ta đấy, chúng ta thấy từ cái niềm vui qua nỗi buồn, từ cái thiện qua cái ác, từ cái ác qua cái thiện. Và như chúng tôi nói rất là nhiều lần, tốc độ biến chuyển của tâm nó gồm có các trường hợp sau đây: là cái tốc độ từ cái tâm bất thiện này sang tâm bất thiện khác, từ cái tham qua cái giận, từ cái giận qua cái giận, từ cái tham qua cái tham, từ tham qua cái giận, từ cái giận qua cái tham. Đó là tốc độ một. Tốc độ một thì tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta ở đây đều rất là tốt, nói một cách mỉa mai rất là tốt, có nghĩa là tốc độ mà từ miền não này qua miền não kia là cái chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà tốc độ hai đấy là tốc độ một là từ thiện, tốc độ một đó là từ ác này qua ác kia, nhưng mà tốc độ hai là từ ác mà chuyển qua thiện thì cái này rất khó. Đang bực mình, đang hờn dỗi, đang bất mãn, đang căm ghét mà chuyển qua cái tâm thiện, tâm lành, từ bi thì bao dung rất là khó. Từ cái tâm bủn xỉn mình chuyển qua cái tâm hào sảng rất là khó. Đấy. Cho nên là mình chỉ có tu niệm xứ mình mới thấy ra được mấy cái tốc độ tâm này. Tốc độ một là từ cái ác này qua cái ác kia, từ cái xấu này qua cái xấu kia. Tốc độ hai từ cái thiện này đó, từ cái ác qua cái thiện. Vậy ác có hai trường hợp: từ ác qua ác và từ ác qua thiện. Thì cái trường hợp thứ hai này rất khó, phải tu tập lâu ngày mới thấy và mới có thể khắc phục. Tốc độ 3 là từ thiện qua thiện. Nghe thì đơn giản nhưng không phải dễ đâu. Tức nghĩa là chúng từ thiện qua thiện, nghĩa là chúng ta tiếp tục duy trì cái thời gian có mặt của tâm thiện một cách liên tục. Này, rất là khó. Thì cái trường hợp này gọi là tốc độ 3, từ thiện qua thiện, thiện này qua thiện kia. Và cái tốc độ 4 là từ thiện qua ác. Tốc độ này lại cũng rất nhanh. Này, mình nói chung là từ thiện qua ác, từ ác qua ác mình đi rất nhanh. Nhưng mà từ ác qua thiện, của từ thiện qua ác đó thì rất hiếm hoi và rất chật vật. Là vì sao? Là vì cái khuynh hướng tâm lý của mình ấy, với cái tác động của tập khí sinh tử, với thói quen truyền đời từ nhiều kiếp. Đấy. Từ ác qua thiện rất khó. Từ thiện qua thiện rất khó. Chỉ có từ thiện qua ác hoặc là từ ác qua ác thì rất nhanh. Và để nhìn thấy rồi khắc phục được những trường hợp đó thì chỉ có người tu tập từ quán. Và tôi quay lại cái hình ảnh ẩn dụ của đầu buổi dạy, đó là chúng ta đang vật lộn với một mùa hè phải nói là cực kỳ khốc liệt, nóng lắm, nóng kinh hoàng. Mà trong cái nóng đó chúng ta phải liên tục nhanh nhạy và tranh thủ để mà đối phó một cách hiệu quả kịp thời đối với cái nóng. Tại sao vậy? Vì cái nóng đối với chúng ta nó là một vấn đề quá lớn. Ở đây cũng vậy, nói là tu Phật, nói là tin Phật, nói là học Phật, nói là tin Phật, học Phật, tu Phật, tin học và tu,
cái Phật. Nhưng mà mình tự hỏi lòng mình đi, cái mối bận tâm của mình đối với việc tu tập ấy, tu Phật, học Phật và tin Phật ấy, nó có là vấn đề cấp thiết như là cái chuyện mà mình đối phó với cái nóng hay không? Tự hỏi lòng mình đi, tôi không có trả lời giùm được nha. Tự hỏi lòng mình đi, cái chuyện mà mình gọi là tu tập thì mình có coi cái những tu học và tin, tu Phật, học Phật và tin Phật ấy, mình có xem cái chuyện đó nó cấp thiết như là cái chuyện mình đối phó với cái nóng hay không? Nếu không thì đừng hòng giống ai hết, đừng hòng nha, đừng hòng, nói cho vui vậy thôi, chứ không thể nào, không thể nào mà chúng ta để Phật pháp gọi là ngự trị cái nội tâm mình giống như là một cái nóng mà nó đang chiếm lĩnh cảm xúc và tâm trạng của chúng ta trong suốt cái mùa hè này. Chúng ta phải thấy cái đó. Các vị có còn nhớ một cái câu chuyện ngắn mà chúng tôi kể trên Facebook, là có cái anh mà coi như là nhân viên trong cái khu bảo trì ở Kenya, Nam Phi. Anh nói rằng hiếm khi mà con sư tử nó đuổi kịp con nai, bởi vì con sư tử nó chỉ đuổi rượt con nai để mà nó kiếm miếng ăn, trong khi con nai nó phải bằng mọi giá nó chạy bán mạng để giữ lại cái mạng sống. Thì một bên nó là đi tìm miếng ăn, một bên là để giữ lại mạng sống. Thì mình thấy con nai nó có quá nhiều lý do để mà nó chạy. Đấy. Nó quá nhiều lý do để mà nó chạy. Đấy. Trong khi con sư tử nó chỉ có một lý do thôi, để kiếm miếng ăn. Thì không con này thì còn con khác. Nghĩa là sơ sẩy trong cái vụ này này thì mình còn thành công cái vụ khác. Nhưng mà con nai khi mà đã bị sư tử rượt thì nó không được quyền sơ sẩy, không được quyền thất thố. Vì sao vậy? Vì sơ sẩy và thất thố đồng nghĩa với cái chết. Và chính vì nó năng cái chuyện mà chạy đó là lên cái tầm sinh tử cấp thiết, cho nên là nó đã có thể chạy bán mạng, nó chạy thương tật, nó cũng chạy chạy que hoặc nó cũng chạy gai góc, hầm hố cỡ nào nó cũng chạy, là bởi vì chạy ở đây có nghĩa là sống, bị vô có nghĩa là chết. Đấy. Thì cái mà thông điệp mà tôi muốn gửi trong cái bài giảng chiều nay đó là bố thí. Cũng phải bố thí bằng cái tâm trạng của một người cầu giải thoát. Giống như cái con sư con nai mà nó chạy ấy, nó phải chạy bằng bằng cái là tâm thái của một người là tham sống sợ chết. Bố thí. Giữ giới, học đạo, ngồi thiền, phục vụ. Bố thí, học đạo, ngồi thiền, giữ giới, phục vụ, tất cả là phải ở trong một cái tâm trạng của cái con nai, của con nai, con nai mà đang bị sư tử rượt. Tất cả chúng ta dù muốn dù không, dù biết hay không, thì rõ ràng chúng ta đang bị cái chết nó rượt, cái chết nó rượt. Chúng ta là người tin Phật, học Phật và hiểu Phật, chúng ta không thể chết theo cái cách của mấy người không biết đạo, chúng ta không thể sống theo cái cách của người không biết đạo. Cái cách sống của người biết đạo là gì? Nhiều cách đã là lắm, nhưng mà cách mà tôi vừa ý nhất ngay trong trong cái bài giảng này đó là sống trong cái tâm tình của người chờ chết. À, sống trong cái tâm tình của người chờ chết. Thì cái sống đó nó mới hy vọng là một cái kiểu sống hết mình. Đấy. Anh đừng có nói với tôi là trì sống trí tuệ, sống về đạo tâm, sống về lý tưởng, mấy cái đó nó xa vời lắm. Nhưng mà cái rốt ráo nhất là sống mà trong cái tâm tình của một người sợ chết, sống trong cái tâm tình của một người chờ chết, sống trong cái tâm tình của một người sắp chết. Nếu mà tất cả nhân loại đều sống và hành động trong cái tâm tình đó, trong cái tâm tình của cái người mà chờ chết, không phải là bi quan đâu quý vị, không phải bi quan, mà là là chuẩn bị và cẩn trọng hết mình hết mức, thì thế giới hôm nay đã khác đi nhiều lắm. Nếu mà ai cũng nhớ đến cái chết, cái tuổi già và những cơn trọng bệnh,
nó chập chờn về phía trước thì thế giới nó đã khác đi nhiều lắm. Mà chính vì chúng ta lúc sống không nghĩ tới lúc chết, lúc trẻ không nghĩ tới lúc già, lúc khỏe không nghĩ đến lúc bệnh, thế là chúng ta sống không ra sống. Chúng ta rất dễ trở thành xác chết chưa có chôn. Tại sao chúng tôi nói xác chết chưa chôn? Bởi vì chỉ có cái xác chết chưa chôn nó mới không biết là nó đang nằm. Nó chỉ có cái xác chết chưa chôn nó mới sống thiếu trách nhiệm với mọi người xung quanh. Chỉ có cái xác chết thì nó mới lùi, không bận tâm gì về cái gọi là trách nhiệm đối với bản thân. Nhớ nhớ là rất là quan trọng. Thì hồi nãy tôi có nói phải tu tập, phải sống đời và sống đạo bằng cái tâm tình của con nai và đang bị sư tử rượt, phải bằng cách đó chúng ta mới khá được. Ngay trong lúc thực hiện từng công đức lớn nhỏ đều phải như vậy. Thực ra không hề có một công đức nào là nhỏ, công đức nào là lớn, thì không có. Nhưng mà tôi đang nói dựa trên những cái hình thức biểu hiện mà người ta có thể dùng mắt thường để nhìn thấy, cho nên chúng tôi mới còn xài cái chữ lớn và nhỏ. Chứ thực ra không có công đức nào là nhỏ nếu mà nó được thực hiện với một cái nội tâm sâu và rộng, sâu và rộng. Đấy. Thì không có công đức nào là nhỏ hết. Mà vì không được học đạo cho nên chúng ta cứ nghĩ rằng này, công đức nào mà nó càng hoành tráng về công về của, phải không, nó càng hoành tráng nhờ vào cái tên tuổi của thí chủ thì công đức nó mới đáng kể, là sai sẽ bé và vô cùng đáng tiếc, cái đó là sẽ bé. Cái quan trọng ở đây bất cứ công đức nào, cái lớn bé của nó không phải trên quy mô nhìn thấy được bằng mắt thường, mà nó bằng chính cái tâm trạng của cái người mà thực hiện cái công đức đó. Tới chết cũng phải nhớ câu này, tới chết cũng phải nhớ cái câu định nghĩa này nha. Chiều nay chúng tôi đi ông thầy đông y để lo chủ cái kinh cái vấn đề. Chúng tôi về đến nhà chùa đó thì gặp có một cặp hai cô cậu đang đứng chờ ở ngõ vào ấy. Đúng là tôi mệt, đi xa về mệt, đi bác sĩ, đi ông thầy về là ông dằn rồi trong cú mệt lắm. Rồi trời nóng mà đi về gặp hai người đứng đâu đúng không, mà mình có thể dễ dàng buông ra một câu rất là lạnh lùng, thiếu trách nhiệm. Rồi mình có hẹn không? Mình nghĩa là họ và tôi. Hỏi mình có hẹn không? Họ nói không. Rồi tôi gắt, tôi báo biết trước để người ta có thể về sớm. Chứ bây giờ muộn lắm rồi. Rồi tôi nói là xong tôi đi lên phòng. Mà trong khi nó xui một chỗ là miệng nói cứng, mà cái lòng thì nó mềm như là tàu hũ đường. Rồi tính tôi lên tôi rửa mặt xong tôi quay xuống tôi tìm họ. Nhưng mà tiếc là rửa mặt xong đắp lại cái y bước xuống thang lầu. Hỏi người chùa họ nói rằng hai cô cậu đã đi rồi. Và cái này mới là day dứt này. Hai cô cậu đi từ Bình Phước cách chỗ chúng tôi 150 cây số. Bây giờ họ chờ từ buổi trưa lúc chúng tôi vừa rời 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 chùa, thì nó lúc chúng tôi trở về, chúng tôi vừa ra khỏi chùa họ tới, họ chờ 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 chờ. Mà cặp đó sau đó tôi biết họ rất là nghèo, nghèo lắm, nghèo kinh khủng lắm. Tại sao tôi biết nghèo để nghe tôi nói là nghèo lắm. Cho nên là vì muốn gặp mặt để nghe pháp hay hỏi han cái chuyện gì mình không biết, mà đổ đường 150 cây số xuống mà đi bằng cái kiểu xe đò mà rẻ tiền nhất. Nếu mà có tí tiền thì họ đã ở lại, nếu mà ngại ở chùa thì có thể ở khách sạn ví dụ như vậy để hỏi mai hỏi cho nó đã, cứ ban đêm ở lại ở cho tới khuya rồi về mong là ngủ lại chùa, còn nếu mà không ra ngoài thí dụ như vậy. Có đâu mà họ phải tranh thủ chuyến xe cuối cùng để trở lại nhà cho kịp. Nhưng mà chúng tôi xong việc riêng chúng tôi xuống người ta hỏi cho nó họ đã đi rồi, chúng tôi thương lắm, thương lắm. Tiếc tiếc cho họ, không biết rằng trong bài giảng này họ có nghe được hay không, có lẽ là không, bởi vì cho đến bây giờ họ chưa về tới nhà nữa, chưa về tới nhà.
Thì các vị thấy không? Các vị có thấy cái chuyện mà mình thấy nó là cấp thiết thì mình phải bằng mọi giá mà thực hiện, nhưng cách nào có thiện chí, có nghị lực, có sự kiên trì, có sự hy sinh, nhưng mà thiếu thiếu cái một chút cân nhắc. Tại ở đây tôi không nỡ nói là thiếu trí thì nặng quá, nhưng mà thiếu một tí cân nhắc. Mình coi mình đi lúc nào, nếu như mình muốn gặp thì phải đi sáng sớm là một, để cho thời gian nó dài. Hai là cái kia đi mình mau cho bằng được, cái địa chỉ dưới chùa trên mạng có mà. Xong đằng này là họ cứ cấm đầu mà đi, lỡ chiều nay mà không gặp chúng tôi cũng là hoài công phí sức. Mà nếu gặp mà gặp có mấy phút như vậy cũng là phí sức hoài công, các vị thấy không? Tôi nói như vậy rồi tôi phải nói rõ là tôi rất là thương thương xót xa. Ngay cái lúc kể lại cái này tôi vẫn mong họ nghe được, mà nếu không thì mai này họ nghe là bài giảng này họ phải nghe để họ hiểu rằng tôi thương họ đến mức nào. Nhưng mà tiếc một chỗ, họ thiếu cân nhắc, trưa ăn cơm xong mới lết xuống đường chờ chờ mà trễ là hai người phải tranh thủ chuyến xe cuối để mà trở về trên, trở về nhà nha. Tôi muốn nói cái gì? Tôi muốn nói hai chuyện. Cũng chạy, cũng là chạy, nhưng mà cái chạy bằng cái tâm tình của con nai mà sợ chết ấy, nó tốt hơn là chạy bằng cái tâm trạng kiếm ăn kiếm mồi của con sư tử. Đó là một. Cái thứ hai, gì thì gì phải có trí, gì thì gì phải có trí, chỉ chánh niệm không không đủ, phải có trí. Và trí ở đây là có ba nguồn: văn tư tú. Văn là những gì mình nghe được, học được và đọc được từ người khác. Tư là cái khả năng thấm thía gặm nhấm tư duy, những gì mình đã nghe, đã học và đã đọc. Còn trí tu là cái tâm thế của một người vất hết kiến thức, vất hết nhận thức, chỉ sống bằng cái gọi là cái trực quan, cái nhận thức trực quan. Nhớ ha, nhớ phải sống bằng cái đó. Và muốn có một cái trí tuệ đó, dầu là văn tư tu thì mình phải có một cái nền tảng. Chứ nếu không có lòng tu, có lòng có sức nhưng mà không có đường hướng, có lòng có sức mà không có đường hướng thì chỉ chuốc phiền thôi. Chiều nay hai người đi 300 cây số mà nó cũng được gì hết, thậm chí có khả năng trên đường về còn buồn, nó bất mãn, nó không sư gì đâu mà khó khăn, giống như là diễn viên ca sĩ là làm khó người ta luôn. Có khả năng đó, mình không loại trừ khả năng đó nha. Cho nên tôi nhắc lại, chỉ thông qua pháp môn tự quán chúng ta mới có thể có được những cái lợi ích, rồi là hiểu mình hơn, hiểu rõ các nguyên tắc giáo lý quan trọng. Tuy nhiên cái chuyện tu tập đó nó phải cần đến hai thứ điều kiện: một là sự dốc lòng, sự dốc lòng của một con nai phóng chạy để giữ lại cái sinh mệnh, và cái thứ hai, cái thiện chí đó phải được thực hiện một cách có phương pháp. Đấy. Và tại sao chiều nay tôi muốn đem cái gì này ra, tôi nói không riêng gì chuyện tu thiền mà toàn bộ hành trình sống đời và hành đạo của chúng ta đều phải như vậy hết. Một là phải kiên trì. Đấy. Phải kiên trì, phải chịu khó, phải bán mạng. Đấy, đó là một. Nhưng mà cái thứ hai đó là cái sự đầu tư của trí tuệ, sự đầu tư trí tuệ để gì? Để gì? Tôi nói 1 triệu lần rồi, 1 triệu lần chúng ta phải tuyệt đối cẩn trọng với cái mình thích và ghét, tuyệt đối cẩn thận cảnh giác đối với cái mình thích mình ghét, với cái mà mình coi thường và xem trọng, coi thường và xem trọng là phải tuyệt đối cảnh giác. Này, là vì sao? Là vì cái kiến thức của mình được bao nhiêu từ đó, cái nhận thức của mình được bao nhiêu từ đó, cái kinh nghiệm trực quan của mình được bao nhiêu từ đó, cái nghĩ của mình, cái phán đoán của mình rất là khả nghi. Đấy, rất là khả nghi. Chỉ vì một lời khen của ai đó, một lời khen của ai đó nhắm vào một đối tượng nào đó, chỉ vì một cái phút giây hài lòng nhắm vào một đối tượng nào đó, chúng ta không biết phân biệt gì hết,
cứ cắm đầu thờ lại một cách mù quáng và cùng tính, chỉ vì thiếu một cái nền tảng trí tuệ. Chúng ta cắm đầu cắm cổ chống đối một người nào đó, mà hầu hết trường hợp chúng ta chưa kịp biết rõ chuyện này có thật hay không, người đó là ai, và liệu người đó có đáng để mình tấn công hay không. Rồi cái thích cũng vậy, liệu cái chuyện mà mình cắm đầu cắm đổ cổ, mình thờ lạy sùng tính khác ngưỡng, thì liệu cái thái độ đó có đúng chỗ chưa? Mình tin là tin cái gì, mình quý là quý cái gì, mình chống là chống cái gì, và mình ghét là ghét cái gì? Phần đó mình bận tâm đấy, nhớ nha. Cái pháp môn tự quán giúp cho mình chuyển động, giúp cho mình chuyển động. Tôi rất là muốn xài cái chữ sống chậm, nhưng mà không, thật ra pháp môn tự quán không phải là sống chậm, mà là sống buông. Sống buông là sao? Thay vì ngày trước ấy, trong mỗi phút là chúng ta phải vật lộn tới 2-3 cái cách tư duy, nhưng mà cái từ hôm nay nó buông bớt một cách, chúng ta chỉ còn lại với một cách tư duy, đó là đối diện trực nhận, trực quan đối diện trực nhận thân tại bằng cái trí tuệ trực quan. Đấy, chỉ vậy thôi. Chỉ còn nếu mà thiếu cái này nè, thì chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của cái lòng căm ghét bất mãn, nạn nhân của cái sự sùng tính mù quáng, rất là dễ. Vì chúng ta không sống tỉnh thức, chúng ta là một bầy trù thời ngày. Chúng ta thực ra chúng ta không có quá nhiều thời gian để mà tự biến mình thành con chuột bạch cho cái chuyện, cho những đòn phép của nhân gian, cho những đòn phép của thiên hạ. Chúng ta không có nhiều thời gian, chúng ta phải sống bằng cái đầu của mình, phải sống bằng cái khả năng là tư duy nhận thức của mình. Và để làm được điều đó, bắt buộc phải sống chánh niệm. Đấy, phải sống chánh niệm. Chánh niệm đây không phải là phải bắt cái giò liên di, no, phải nghe cái gì hiểu lầm đó. Cứ nghe lên chánh niệm là hết hồn anh kia xanh mặt, nói rằng con là bận rộn rồi, công ăn việc làm mà tu, mà tu cái gì, no, tuyệt đối có thể tu được. Và có một câu mà phải nói thêm, chẳng những tuyệt đối có thể tu được mà còn phải tu nữa. Để chi? Để tự an lạc hơn, công việc hiệu quả hơn. Yeah, an lạc hơn và công việc hiệu quả hơn. Và đằng này hơi hiểu lầm, họ tưởng là cái pháp môn tự quán này chiếm mất một phần thời gian của họ, cho nên họ mới than là họ không có thời gian để tu tập tự quán, tu tập cái pháp môn chánh niệm. Có đáng tiếc không? Rất là đáng tiếc, vô cùng và vô cùng đáng tiếc nha. Thì trong bài giảng này, cái nội dung chủ yếu tôi muốn nói cái gì? Rõ ràng là đông đảo Phật tử Việt Nam bây giờ đã có nhu cầu tu tập biểu quán, đã có. Nhưng mà làm ơn nhớ giùm hai chuyện. Cái động cơ thúc đẩy mình tu tập biểu quán có đủ mạnh chưa? Cái thứ hai, chúng ta đã có một cái định hướng thông minh, là phương pháp thông minh, một lý tưởng thông minh về cái chuyện tu tập tự quán chưa? Có chưa? Nếu mà vẫn chưa thì cái sự thành tựu trong cái chuyện tu tập tự quán, tôi nghĩ rằng phải xét lại nha. Chúng ta phải tu tập tự quán, phải tu tập tự quán bằng cái tâm tình của người tử tu, của người mà bị trọng bệnh giai đoạn cuối. Và đồng thời chúng ta phải tu tập tuệ quán nói riêng và sống đời nói chung là bằng cái khả năng định hướng của trí tuệ, khả năng xác định của trí tuệ, cái khả năng chọn lọc của trí tuệ. Xác định, định hướng và chọn lọc của trí tuệ. Còn bằng không thì khoan nói đến chuyện tu tập tuệ quán ngay trong đời sống thường nhật của mình, chúng ta rất dễ là con dùng bạch cho thiên hạ. Đừng có trách thiên hạ, hãy tự trách mình nha. Tiên trách kỹ hậu trách nhân, phải trách mình trước rồi mới trách người ta. Cái mà tôi sợ nhất đó là sự hợp lý của dòng sinh tử của thế giới hoàng phu. Hợp lý là sao? Ở hoàn cảnh của họ, với cái tâm tư đó, với nền tảng nhận thức đó, bắt buộc họ phải hành động như vậy.
Cái vấn đề là mình nè, mình có bị cuốn theo cái định mệnh, cái định phận của người ta hay không. Nhớ cái đó rất là quan trọng nha. Rồi cái đó là cái từ cái khen cái chê cũng cũng vậy. Một nhân vật nổi tiếng hay là một nhân vật tai tiếng, cái gì đó quan trọng. Quan trọng là mình nhìn về họ như thế nào, và mình có cần thiết phải quan tâm tới cái họ hay không. Đằng này không chúng ta học ba mà tu ba mà là dành hết thời gian cho cái gì nghi kỵ bất mãn chống đối sợ hãi, tuyên truyền kêu gọi về yêu thương một đối tượng nào đó. Thì tôi nghĩ cách sống này, cái cách hành động này đi ngược lại tinh thần của Phật pháp. Tinh thần Phật pháp là khi thấy cái con đường nào là con đường phải đi thì phải dùng cái tâm tình của cái người mà sắp chết để mà thực hiện. Và điều thứ hai, thấy nó là cần thiết thì phải tìm đủ mọi cách động não và tư duy soi rọi chọn lọc và nhận xét một cách thông minh để mà đi. Đấy, cái đó rất là quan trọng nha, cái đó quan trọng lắm. Đấy, quan trọng lắm. Các vị đừng có nghĩ là tôi đang nói về trường hợp của tôi, cái đó tôi ngẫu nhiên tôi nhớ thôi nha, ngẫu nhiên. Nhưng mà cái nội dung chính của bài pháp mà tôi thiết tha muốn gửi đến các vị bà con thính chúng đó chính là chúng ta luân hồi sanh tử là vì chúng ta cứ mãi hoài không biết mình là ai, là một, không biết rằng cái gì nó đang diễn ra trong đầu của mình. Đấy, thì kể từ hôm nay khi chúng ta tu tập thiền quán thì chúng ta phải nhớ một điều, đó là trước mắt mình tu tập thiền quán không phải để mà cầu công đức tái sinh quả báo nhân thiên, thì nó rất là quan trọng. Bởi vì cái mục đích đó nó không đủ để biến cái nhiệt tâm của ta trở thành ra là một cái dòng chảy mãnh liệt. Và cái thứ hai, nếu mà chúng ta không có xác định được cái mục đích thì chúng ta khó mà vận dụng cái trí tuệ để mà tu tập. Bởi vì nói chuyện chuyện rùi bu mắc gì mà xà trí, chuyện rùi bu nha. Bây giờ mình phải xác định cái việc mà đối phó với sinh tử thì nào là đại sự nhân duyên, phải xác định như vậy. Và khi xác định như vậy nữa thì chúng ta mới có thể tu tập một cách hiệu quả hơn. Và tu tập ở đây tu tập cách nào, tôi ghét nhất là cách nói chung tu là tu cái gì thì đây nó rõ rồi, niệm xứ, tu tập trên niệm xứ thông thả, chứ không phải là gà mờ lò mò chậm chạp, không phải, mà là thông thả. Thông thả mời gọi những người có thể hợp tác và hiệp sức với mình, nhớ nha, phải mời họ. Tôi trong cái bài giảng này tôi đặc biệt muốn lưu ý một chuyện, đó là chúng ta từ vô thủy luân hồi, chúng ta vốn dĩ có rất là nhiều cái thứ tập khí là theo đuổi chúng ta, có rất là nhiều thứ tập khí thích cái này ghét cái kia, theo đuổi cái này trốn tránh cái nọ, hơn nữa cái này chà đạp cái kia. Tất cả những tập khí đó nó chất đầy trong tâm khảm của chúng ta, chất đầy trong tâm khảm của chúng ta. Bây giờ chỉ cần có một cơ hội nào đó là nó bùng phát. Ví dụ như các vị đâu có tin, các vị là một người tiền kiếp đã nhiều lần nghiện ngập bài bạc chích thuốc, các vị đâu có biết. Chẳng qua là kiếp này mình sinh ra trong một cái bối cảnh gia đình mà không có cái chuyện đó, rồi lớn lên là đi vào chùa gặp thầy bạn, không có chuyện đó. Đấy. Thế là cái tập khí mà gọi là đổ đốn trác táng nghiện ngập ăn chơi tạm thời nó lắng xuống, chứ không là nó không có. Đấy. Và bên cạnh đó, song song đó, chúng ta cũng có nhiều cái thứ cái tập quán, tôi nói thẳng luôn là tập khí. Tôi vẫn xài cái chữ tập khí cho mỗi trường hợp, đấy, chứ phải là riêng cái bậc thiện. Cái thiện nó cũng là một thứ tập khí, cái thiện có phàm phu nó cũng là một thứ tập khí, là thứ wasana. Đấy. Thì chúng ta bên cạnh những cái tập khí bất thiện, những thói quen bất thiện, chúng ta cũng có những cái tập khí thiện lành. Chúng ta cũng từng có vô số kiếp thích thú trong cái chuyện là bố thí trì giới thiền tập nhiều lắm, vô số kiếp.
Bởi vì nếu mà không có cái đó thì đời này mắc gì mà mình phải dẹp hết mọi sự mà vào đây nghe giảng, dẹp hết mọi sự để mà tìm hiểu giáo lý, dẹp hết mọi sự để mà sống chánh niệm. Bởi vậy chúng ta có chủ tự, có chỉ có một điều là chúng ta không sống chánh niệm, để chúng ta không nhận ra, thế là chúng ta buông xuôi, cứ để cho dòng đời nó cuốn trôi, tiện đâu thì tấp đó. Đấy, cho nên bài giảng là chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh cái chuyện đó. Hãy hiểu rằng trong người của mỗi người, trong cái tâm khảm, trong cái đáy sâu tâm tưởng của mỗi người vốn dĩ có đủ thứ tập khí thiện và bất thiện. Chúng ta phải cảnh giác để lựa bạn mà chơi, lựa chỗ mà ở. Nếu không có điều kiện để lựa chỗ mà ở, để lựa bạn mà chơi, thì chí ít chúng ta cũng phải lựa chọn cái đề tài tư duy, lựa chọn cái để mà học, lựa chọn cái để mà là thân tập hành trì. Có, phải là có. Chứ nếu không mà mình buông xuôi là mình chết, cái là cái chết, cái là cái chết. Thì hãy cẩn trọng với cái gọi là suối nguồn tập khí của mình. Mình cái chuyện mà mình bỏ đạo Phật mà theo đạo Chúa đó, cái chuyện đó không có gì lạ hết. Thậm chí nhiều khi mình cứ tưởng là mình chán ghét bất mãn một cái gì đó thì đời này mình sẽ không thuộc về nó, và trong tâm tư của mình không có cái đó. Sai, đó là sai. Chống như vậy là bởi vì một vài cái lý do rất là hiện tại, rất là tạm thời, nhưng mà nay mai chỉ cần có một cái sức hút đặc biệt nào đó là chúng ta sẽ quay lại với cái sức đẩy của cái tập khí. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta có nhiều kiểu ác, chúng ta có nhiều kiểu thiện. Chứ không phải bất thiện chỉ có một đâu, ác nhiều kiểu lắm. Tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, hoài nghi nhiều, tà kiến nhiều. Cái thiện cũng vậy, chúng ta cũng có nhiều tập khí và cái thiện. Có nhiều lắm, chúng ta có nhiều tập khí và cái thiện. Thì cái tùy thuộc vào cái nhu cầu trước mắt, tùy thuộc vào cái môi trường sống mà bây giờ chúng ta có cơ hội để nuôi lớn cái chủng tử tập khí nào. Làm ơn nhớ cái này nha. Dù hôm nay có người than là rất khó tìm được một chỗ tu học, cái chuyện là một chuyện, chuyện đó chỉ là một chuyện, chứ không phải là tất cả mọi sự. Cái việc đó chỉ là một chuyện thôi. Cái điều quan trọng nhất, chúng ta có thể tu tập một cách miễn phí mà. Miễn phí. Đó là tự không tìm thấy được, làm ơn tìm đến thầy bà tăng ni tạng đạo, rồi nghiên cứu kinh sách chừng đó, rồi cộng với một cái lối sống chánh niệm để kịp thời phát hiện mình đang sống nhiều với cái gì, cái tập khí nào đang thống lĩnh trong cái đầu óc và tâm tư của chúng ta. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, phải không? Nhớ, cái này rất quan trọng. Hãy cẩn trọng cái này nè. Đừng có nói là đang học tiếng Pali, học Abhidhamma là xong. No. Có 1001 lý do để chúng ta học tiếng Pali. Có 1001 lý do để mà chúng ta học giáo lý Phật Pháp. Không, 1000 lý do. Chứ đừng có tưởng là chỉ có một, rồi cho rằng mình đang học, đang thi là ok. No. 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 Không được. Có rất nhiều người học giáo lý ra càng học càng thấy ghét, tin tôi đi, mai mai thế nào cái chuyện cũng đúng. Càng học càng thấy ghét, càng học càng tà kiến, càng học cái u mê nó càng dày lên. Và làm thiền cũng vậy, có nhiều người càng tu thiền càng dễ thương, càng sáng cái đầu ra. Đấy. Còn có những người càng tu thiền là nó càng trở nên bệnh hoạn. Có, cái đó có. Thì mà con phải gặp là con mới biết, đúng không? Thì đừng ép tôi nói, nó chém tôi nữa, chém nữa, tôi không có vệ sĩ nha, tôi không có vệ sĩ. Tôi cần giữ lên cái mạng cùi để ít lầu nha. Đừng có tưởng thiện chỉ có một cách biểu hiện, ác chỉ có một cách biểu hiện. No. Nó rất là nhiều cách, nó đến từ rất là nhiều nhân duyên, rất là nhiều động lực và rất là nhiều cái kiểu thức, tức là mô, gọi là mô đồ đó, rất là nhiều kiểu thức. Rất là nhiều kiểu thức, có nhiều kiểu, nhiều hình thức lắm, chứ không phải chỉ có một. Cho nên sơ sẩy một cái
là mình tưởng mình đang tu nhưng mà không, chẳng qua là mình né được cái ác này mà mình dính vô cái ác khác. Ngay cả khi mình hành thiện, mình tưởng mình đang hành thiện nhưng mà mình đang hành thiện trên cái nền tảng của cái bậc thiện mà mình không biết. Học là thiện, học để cầu danh trục lợi, học để cho người ta biết tới mình, học thì để thỏa mãn cái ý thức lý luận, sở thích lý luận. Đấy, học đạo đó, học đạo đó. Nhớ là cẩn thận, cái này rất quan trọng. Thương thích, khinh trọng, một cái thương ghét, thương ghét, khinh trọng ai, cái gì, sự kiện nào thì cũng làm ơn nhớ rằng mình đang sống với một cái thứ tộc khí nào đây. Bởi vì nhắc lại, chúng ta có tất cả là bốn thứ tốc độ: từ bất thiện qua bất thiện, từ bất thiện qua ác, từ thiện qua thiện và từ thiện qua ác. Chúng ta luôn luôn vật lộn đối đầu với bốn cái tốc độ này. Cho nên là đừng có vội tự tin cho rằng mình đã biết Phật pháp, mình đang học giáo lý, mình đang là hành giả. Hãy cẩn thận cái đó, không? Phật pháp bị tưởng tượng chuyện tu học ấy. Chuyện tu học ấy, nó giống như chuyện nặng kiên vậy. Chuyện như nặng kiên, khi mà người ta thấy ra cái lợi ích của việc ăn kiêng, thấy ra cái hại của việc mà ăn uống bừa bãi, thì người ta mới dốc sức ăn kiêng. Và Phật pháp cũng vậy thôi, tùy vào cái góc độ nhận thức của mình mà cái mức cấp thiết của Phật pháp đối với mình nó là bao nhiêu, và cái thiện của mình nó có thể thế chỗ được cho bao nhiêu cái bậc thiện. Chứ không phải là nghĩ rằng tu là có tất cả Phật pháp lành, có nghĩa là bất thiện sẽ lùi, chưa chắc, chưa chắc. Và cái bất thiện cũng vậy, cái bất thiện cũng vậy, mình để ý coi cái bất thiện nào mà nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của mình, phải để ý. Bây giờ có những người họ chỉ né được một thứ phiền não đời họ, nó có một thứ thôi, ví dụ như mê tiền, mê tiếng, mê danh, hoặc là người dễ tự ái, dễ bị chạm nóng, chỉ một thứ phiền não là đủ rắc thọ là trào máu rồi nha. Cho nên tôi nhìn nhắc lại trong cái bài giảng chiều nay, đó là trước hết phải xác định thân tâm này là gánh nặng, là cái khổ. Thứ hai, tạm thời chúng tôi biết bằng mức đỏ, tạm thời giả định Phật pháp có một con đường giải thoát duy nhất, đó là tứ niệm xứ, thì hãy cẩn trọng cân nhắc, xác định xem coi cái khả năng tu học của mình đã đủ, đã đúng chưa, chúng ta đang tu tập với cái lý tưởng nào. Và cái tiếp theo, mình phải xác định xem công phu tu học của mình nó đang được điều động, nó đang được chỉ đạo, nó đang được hướng dẫn bởi trí tuệ hay chưa. Nhớ cái đó rất là quan trọng. Còn nếu như mà cái lực đẩy không đủ, ánh sáng soi rọi không đủ, thì tôi e rằng cái công phu của mình một là hoài công, hai là chuốc họa. Nhớ ha. Và tôi nhắc lại lần nữa, học cho nhiều mà không biết mình học cái gì, hành cho nhiều mà không biết mình hành cái gì, không. Rồi sao nữa, cái học cái hành đó rất dễ bị cái dòng đời nó tước lấy. Tin tôi đi, tin tôi đi, trong số mấy người quen của tôi có một thời hiếu học vô cùng, chép từng câu còn gửi cho tôi nữa, hỏi con chép như vậy có đủ, có đúng không, có sai không, có nhầm không? Chỉ cho biết. Ấy vậy mà có một ngày cách đây năm ba hôm, chính thức lìa bỏ tôi và phát nguyện một đời này chỉ hộ trì những vị nào tu hạnh đầu đà. Họ nói không còn pháp học, không cần học giáo lý, chỉ việc thờ cái đó còn hơn hơn là thờ tượng Phật. Càng rách càng tốt, càng nghèo càng tốt, càng khổ càng tốt. Họ nói với tôi như vậy. Họ nói với... mà cũng lạ là họ đâu phải là cái gì của tôi đâu có trách nhiệm gì với họ.
và họ cũng chẳng phải là cái gì mắc gì mà thông báo chuyện đó. Nhưng mà dù gì tôi cũng cảm ơn là họ nhắc lại một điều mà tôi vốn dĩ đã biết rồi, đó là khi chúng ta không có một nền tảng, chúng ta rất dễ bị lung lay, rất dễ bị dao động. Tôi không nói họ đúng hay sai, tôi chỉ nhắc vậy thôi. Hóa ra lâu nay họ lầm mà, hóa ra lâu nay họ lầm mà, các vị có nghe kịp không? Hóa ra lâu nay họ lầm mà không phải họ đâu, chính những người đang nghe tôi nè. Tôi chưa bao giờ mà ngu xuẩn đến mức mà tôi kêu các vị thờ tôi hay là thờ ai đó, nhưng mà tôi chỉ xác định một chuyện, chí ít mình cũng phải xác định tại sao mình lầm như vậy. Này, và khi mình biết đó là cái chuyện cần làm thì mình phải xem cái động cơ, cái tác động của cái hành động đó là gì, cái sức đẩy của nó là gì, và cái chuyện mà mình hành động đó, cái kiểu sống đó nó có được điều động, nó có được soi rọi, soi sáng bởi trí tuệ hay chưa. Thiếu hai cái này thì chúng ta sẽ bị nói một cách đời, thì chúng ta sẽ bị đời nó cuốn, còn nói theo trong đạo nếu thiếu hai cái đó thì chúng ta sẽ bị những cái tập khí của chính mình ấy, nó cuốn phăng mình, sẽ cuốn phăng mình. Ví dụ như tôi này, nói tôi đi chứ khỏi nói người khác, nói tôi cho nhớ một thời gian dài tôi thấy ngồi tôi biết lắm, tôi tra cứu, tôi tưởng như là tôi hay rồi, nhưng mà tôi chưa có xác định được là vì sao mà tôi có hứng thú trong cái chuyện đó. Thứ hai, cái con đường mà biên soạn viết lách dịch thuật sáng tác đó, nó có thực sự là đã được trí tuệ soi rọi và định hướng hay chưa. Tôi không xác định được gì đó. Thế là có một ngày tôi buông hết để mà tôi theo đuổi một cái nếp sống tào lao vô ích. Cách đây khoảng 10 hôm có một cặp anh chị chàng nàng đến gặp chúng tôi, thì chàng mới tự xác định, tự giới thiệu đây là người bạn gái của con. Bây giờ con tạm biệt để đưa nàng đi xuất gia. Tạm biệt đó có nghĩa là thỉnh thoảng muốn gặp thì vẫn gặp, nhưng mà kiếp này thì coi như là xong rồi đó. Thì cô đó khổ xin chúng tôi đôi lời để mà tiễn vong, tiễn biệt cho cô đi vào chùa. Tiễn biệt này thì tôi nói rằng thì tôi nhớ nhiều nói nhiều, tôi chỉ xin cô tự xác định cho bản thân ba chuyện thôi. Đúng là tôi có nhiều điều để nói, nhưng bây giờ nhớ được gì nói cái đấy. Thì tôi nói cổ chuyện đầu tiên là cô về cũng phải tự xác định với lòng cổ cái ý muốn mà bỏ hết, kể cả một cuộc tình đang rất đổi ngọt ngào và thơ mộng lãng mạn này, để mà đi tu thì xin tự hỏi lòng mình, hay cái quyết định đó nó là cao hứng nhất thời, hay nó đã trải qua những cái thao thức căng trở và rì rích đúng mức hay chưa. Chứ không thể nào mà cao hứng nhất thời làm được. Đấy. Chuyện thứ hai là cô phải tự xác định, còn xuất gia thì cô trở thành một sư cô như thế nào, chuyên tu thiền định hay là một sư cô thông tuệ uyên bác, phải tự xác định, hay là cả hai, đúng không? Hoặc là chuyên tu miên mật, thanh tịnh trong sáng, vững chãi yên tĩnh, hay là trở thành một học giả thông tuệ, hoặc là cả hai, phải xác định được. Chứ không thể nào mà một ngày một buổi cao hứng rồi cái là vô tu, không biết một tu nó thành cái gì. Như vậy cách nhất phải xác định cái ý thích, cái ý muốn đó nó có căn cơ hay không, nó có cội rễ hay không. Thứ hai là phải xác định là mình sẽ trở thành cái gì. Và cách thứ ba, phải xác định xem còn cái chuyện gì mà mình chưa có dứt điểm ở trước cổng chùa. Có nghĩa là những gì thuộc về tục sự, về gia đình, về thế gian, đã tới cổng chùa để mà đi luôn, chỉ để đi luôn phải không? Nó phải. Thì trước khi mà bước vào cổng chùa là mình phải xác định được là những cái mà dây mơ rễ má hệ lụy trách nhiệm gánh nặng phận sự gì đó phải dứt điểm. Đấy. Và trong đó nó gồm có một chuyện nữa, đó là lỡ mai này, là mình phải xác định cái thứ ba đó,
Cái dây Merema này nó gồm có trách nhiệm bổn phận, mà nó luôn cả cái chuyện mà những cái chuyện chuẩn bị cho những cái gọi là bất trắc cho cuộc đời tu của mình có chưa, hiểu như bây giờ thình lình mình nhổ răng mổ thận nào gãy xương này, rồi ai lo này. Cho nên cái nói rõ là đây là ba cái điều mà xin các vị phải tự xác định trước khi các vị quyết định. Chẳng như điều này thì xin được tự hóa rồi, xin được tự hóa rồi. Là có một cái anh tới anh hỏi cái mặt anh xác định nhỉ, anh hỏi chúng tôi về cho anh một cái góp ý là bây giờ anh muốn đi tu quá sức, bây giờ anh phải làm sao? Mà sao tự nhiên lúc đó tôi không dông, chắc ma nó nhập sao tự nhiên tôi sáng được, sáng rồi. Bình thường đâu có sáng dữ thần nha, tự nhiên chịu tôi giờ mà anh tôi nghi nghi. Chúng tôi hỏi gì chứ ông có biết làm thầy chùa nó khó lắm không? Làm thầy chùa mà cái thứ thầy chùa không ra gì là nó khổ dữ lắm, mà làm cái thứ mà chân tu thì bội phần vạn phần khó khăn. Thì tôi cũng nhắc lại, tôi nói ông có coi đó là một cái quyết định nhất thời, một cảm hứng nhất thời hay không? Thứ hai, ông đã thấy cái gì, ông tâm đắc cái gì trong đời sống xuất gia mà quyết định? Và ông có quyết định trở thành một cái ông sư như thế nào hay không? Thì trong lúc mà ông trả lời từng điều nó mới lâu ra một chuyện. Là bây giờ làm có vợ có con. Không, xin lỗi, có vợ mà đang chờ con, đang cầu tự. Bây giờ anh muốn có xong anh mới đi tu. Thì lúc đó tôi chỉ nhìn thấy tôi không có tưởng tượng đến đời này mà còn con người là gì. Tức là cái hồi nãy tôi có nói đó, cái dây mơ rễ mà chưa có dứt điểm được. Mình nghĩ sao mà đặt vấn đề đi xuất gia rồi tới hồi bị người ta truy quá cái bị xì ra là bây giờ đang cầu tự thì mới dẫn mặt mình vậy thôi. Cho nên kể từ hôm nay bà con nào mà đi đến mà gặp gỡ tăng ni mà hỏi đạo thì cần phải hỏi cái đó là cái vị đang đang gieo họa cho chúng sinh. Bởi vì kể từ hôm nay là bắt đầu chúng tôi bắt đầu bớt cái từng tâm rồi. Mình cắm đầu cắm cổ mình giải thích cho một cái thằng là chưa sẵn sàng, muốn đi cướp nhà băng mà chưa có súng mà biết lái xe, sợ ở tù có bị nghỉ không? Muốn đi cướp nhà băng mà không biết bắn súng, không biết lái xe mà sợ ở tù, mà sợ là cảnh sát là cướp nhà băng là cướp cái gì? Đấy. Muốn nấu ăn mà không biết cái nồi cái chảo nó khác cái gì? Tự nhiên cao hứng vô nhà hàng ăn ngon quá, muốn đi học làm sĩ cúc làm đầu bếp mà chịu nổi không? Nhớ cái đó. Cho nên cái chuyện tu học tuệ quán y chang như vậy, phải xác định, phải xác định, phải xác định động cơ lý do, phải xác định được cái hành trình tu học đó nó có được soi sáng, được hướng dẫn, được chỉ đạo bởi trí tuệ hay không. Nhớ cái đó là rất là quan trọng này. Mà để chi? Một là để không hoang phí thời gian, hai là mới hy vọng có kết quả có tác dụng như ý. Và cái thứ ba, giữ mình không bị lôi cuốn bởi những lực đẩy và lực kéo, không bị tác động bởi những lực đẩy và lực kéo từ cuộc đời. Tất cả chúng ta rất dễ dàng bị tác động bởi những lực đẩy và lực kéo của cuộc đời. Lực đẩy là sao? Chúng ta dễ dàng bị cuốn phăng ra khỏi cái lý tưởng mà mình đang theo đuổi, đó gọi là lực đẩy. Mà lực kéo nghĩa là chúng ta dễ dàng bị cuốn hút vào vào một lý tưởng, một nơi chốn, một cảnh đời, một kiểu sống, một nhận thức, một hoàn cảnh nào đó, rất là dễ. Chúng ta rất dễ dàng trở thành một chiến lã, bị đẩy hoặc bị kéo bởi cái dòng bạo gọi là cuồng lưu của cuộc đời, nhớ không? Rất là dễ. Chúng tôi đang có mặt bên cạnh các vị đây, cho nên nghe nhiều thấy nhiều và rất muốn gửi đến các vị một tí suy nghĩ thôi. Phải ngay bây giờ và tại đây xác định mình muốn cái gì, mình muốn cái gì. Xác định được rồi phải xác định thêm điều thứ hai, cái đó đó, ý muốn đó đó nó được mình thực hiện bằng cái tâm tình nào, của con sư tử kiếm mồi hay là của một con
nay nó chạy để mà giữ mạng. Và cái thứ ba, xác định xem cái ý muốn đó, cái lý tưởng, cái chí hướng đó có được soi rọi, soi sáng dẫn đường bởi trí tuệ hay không, đúng không? Để đừng có để mình bị hút và bị kéo, xô đẩy hoặc là bị cuốn hút bởi một cái lực kéo lực đẩy nào từ cuộc đời. Rất dễ, người tin tôi đi, dễ lắm. Đừng có nói với tôi là có bao nhiêu tuổi, có bằng cấp học vị, có là người có bản lãnh tư duy. No. Đó, tôi gặp rồi đó. Tôi gặp rồi mới chịu nữa. Rồi cho đã, cuối cùng bây giờ là nhà chị mong nhà có câu thì chịu nổi. Muốn làm thầy tu mà bây giờ đang đi cộng tử mới có chịu nổi được. Đấy. Thì họ chính là họ đang gieo họa. Đang gieo họa. Có nghĩa là từ đây, từ lúc mà ông đứng dậy ông chào ông đi về là tôi đã phát nguyện trong tâm không có đại bi với chúng sinh nữa. Gặp là cứ phải chửi té tát, là bởi vì là nó đi học đạo mà nó dẫn mặt thì mình có thời gian không? Có thời gian nó vô nó hỏi về con đường tu hành xong nó xác định là nó đang muốn vợ, nó có bầu, có bị chịu nổi không? Nó là dẫn mặt chứ biết không? Ok, chúc các vị một ngày vui và hẹn lại khi sau.